Nga của mẹ đã nhiều lần mẹ muốn tâm sự cùng các con lần cuối cùng. Đây là nàng tiên cá. Nàng tiên cá này đẹp quá ta. Đẹp như mẹ bao ngon. Có. Nhưng mà nàng tiên cá này có tóc mà mẹ vẫn không có tóc. Đâu mẹ vẫn có tóc chứ sao lại không? Cháu cũng không biết là ai sẽ có nhiễm phúc được nhìn đời bằng đôi mắt của chị Vân. Nhưng hẳn là cuộc đời của người đó sẽ trở nên tươi đẹp hơn rất là nhiều. Nó còn đang sống, tại sao lại nói tới chuyện này? Em đi à!